Chào mừng các bạn đến với bản tin giờ chót ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Tuyền Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Messi cổ vũ thứ mà Ronaldo phản đối. Mới đây, trang cá nhân Instagram của Lionel Messi đã đăng tải bài viết nói về một hương vị mới của hãng Snack Light, công ty cùng nhánh với gã khổng lồ PepsiCo và Walkers về sản xuất đồ ăn nhẹ và đồ uống của Mỹ. Hương vị mới toanh mà Messi đưa vào snack của hãng này chính là trà Java Mate. Đây là một quốc trà không chỉ của Argentina mà là cả Nam Mỹ. Công dụng của loại trà này là giúp cho các vận động viên tỉnh táo và duy trì hiệu quả cao trong tập luyện. Không ít lần người mộ bắt gặp hình ảnh Enfunga cũng như đội tuyển Argentina mang theo loại trà này vào uống trước khi tập luyện cũng như thi đấu. Chưa biết rằng hương vị của dòng bim bim này có vị ra sao, nhưng là một người hâm mộ của Lionel Messi, người mộ ít nhiều cũng sẽ ủng hộ thần tượng của mình, bởi ai cũng biết rằng tầm ảnh hưởng của nhà vô địch World Cup 2022 là lớn như thế nào. Không chỉ thi đấu xuất sắc trên sân cỏ, mà Messi đã vượt xa khỏi khuôn khổ bóng đá khi là đại sứ của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Việc Messi làm đại sứ cho hãng đồ ăn nhanh cũng như nước ngọt có ga không phải là điều quá xa lạ. Enfunga được biết đến là một tín đồ của nước ngọt có ga và đồ ăn nhanh. Thậm chí, thủ quân Argentina còn là đại sứ cho hãng bia Budweiser. Điều này là hoàn toàn trái ngược với Cristiano Ronaldo, bởi siêu sao người Bồ Đào Nha lại là một anti chính hiệu của những đồ ăn nhanh, nước uống có ga và rượu bia. Dù là đại sứ của những thực phẩm được cho là không mấy lành mạnh, nhưng Messi vẫn có cách để duy trì đỉnh cao, lại vừa có thể thưởng thức những món khoái khẩu của mình. Minh chứng là dù bước sang tuổi 36, Messi vẫn cho thấy thể trạng tuyệt vời của mình và sẽ cùng Inter Miami chinh chiến tại MLS 2024. Ten Hag tự tin tiếp tục làm huấn luyện viên ở Man United. Hiện tại, áp lực dành cho Erik Ten Hag ngày càng lớn sau những màn trình diễn tồi tệ của MU. Quỷ đỏ đã bị loại khỏi Champions League với vị trí bét bảng và giờ chỉ còn mục tiêu là Premier League và FA Cup. Tại Premier League, mục tiêu thiết thực nhất của MU lúc này là cạnh tranh cho một suất trong top 4. Lúc này, Quỷ đỏ đang xếp thứ 6 với 27 điểm, kém đội đứng thứ 4 Man City 6 điểm. Với những gì đang diễn ra, Ten Hag có nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Sun Sport cho biết, Ten Hag tự tin nói rằng ông vẫn sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford, đồng thời có thể thuyết phục thành công bộ máy lãnh đạo mới với Sir Jim Ratcliffe đứng đầu. Cựu thuyền trưởng Ajax hy vọng sẽ có cơ hội gắn tượng với Ratcliffe trong phác thảo kế hoạch đại tu đội hình MU ở hè 2024. Sun Sport nhấn mạnh, cuộc gặp đầu tiên của Ten Hag gần như sẽ là với Dave Bransford, giám đốc thể thao của tập đoàn Ineos, chứ không phải là Ratcliffe. Dù thế nào, điều mà Ten Hag cần làm trước mắt là giúp MU cải thiện phong độ, mở đầu bằng chuyến làm khách được dự báo lành ít dữ nhiều trước Liverpool vào cuối tuần này. Trước đó, có thông tin cho rằng Ratcliffe đã liên hệ với Graham Potter, cựu huấn luyện viên trưởng của Brighton và Chelsea. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn và chưa có gì về việc Ten Hag sẽ mất việc trong thời gian tới. Hiện tại, Ten Hag vẫn còn hợp đồng với MU đến năm 2025. Zidane gạt bỏ trở ngại để làm huấn luyện viên MU. Ten Hag muốn giữ ghế ở, ok thôi, nhưng Zidane thì rất có thể sẽ thay thế ông bất cứ lúc nào. Nói chuyện về L'Equipe vào năm 2022, Zidane cho biết có một số rào cản khiến ông khó có thể dẫn dắt các câu lạc bộ Anh. Huyền thoại người Pháp lúc ấy chia sẻ: "Tôi có thể không đi được khắp nơi vì rào cản ngôn ngữ chẳng hạn. Một số điều kiện nhất định làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Khi mọi người hỏi tôi có muốn đến Manchester không, tôi hiểu tiếng Anh nhưng không hoàn toàn thành thạo. Tôi biết có những huấn luyện viên đến dẫn dắt một câu lạc bộ mà không giành ngoại ngữ, nhưng cách làm việc của tôi thì khác." Tuy nhiên, cựu danh thủ Emmanuel Petit khẳng định Zidane thực tế đã học tiếng Anh trong năm nay. Chia sẻ với Daspet, Petit nói: "Trong vài tháng qua, Zizou đã học tiếng Anh. Tôi không biết liệu anh ấy có muốn đến và làm việc ở Anh hay không, nhưng đây là một cánh cửa rộng mở. Đối với tôi, việc Zizou bắt đầu học tiếng Anh có nghĩa là anh ấy đã thay đổi suy nghĩ về việc dẫn dắt một đội bóng ở Anh. Zizou đã không dẫn dắt câu lạc bộ nào trong vài năm qua, và bạn cần phải luôn nhạy bén với tư cách là một vị huấn luyện viên, vì bóng đá luôn chuyển động và thay đổi rất nhanh. Phải thừa nhận rằng ở Anh không có nhiều công việc hấp dẫn cho Zizou. Dù vậy, việc Zizou đang học tiếng Anh có nghĩa ông ấy đang có những cân nhắc và xem xét nhất định cho các công việc đòi hỏi cần phải học tiếng Anh. Thời gian qua, Zidane được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất có thể thay thế Ten Hag dẫn dắt MU. Kể từ khi chia tay Real Madrid năm 2021, huyền thoại người Pháp vẫn chưa nhận lời nắm quyền ở bất kỳ câu lạc bộ nào. Đây được xem là một cơ hội tuyệt vời cho MU nếu họ muốn có sự phục vụ của Zidane. Arteta thoát án treo giò từ Premier League. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã thoát án cấm chỉ đạo, bất chấp những bình luận chỉ trích ác liệt nhất sau thất bại 0-1 của Arsenal trước Newcastle tại Premier League tháng trước. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nói về sự xấu hổ về quyết định trao bàn thắng cho Anthony Gordon
tại Sanjam Park, gọi đó là một sự ô nhục. Arteta sau đó đã bị buộc tội vi phạm quy tắc E3.1 của Liên đoàn bóng đá Anh, FA, với những bình luận của ông bị cho là cấu thành hành vi sai trái đối với trọng tài và đã có bằng chứng chứng minh vụ việc tại phiên điều trần của FA tuần trước. Tuy nhiên, ủy ban độc lập nhận thấy cáo buộc của FA không đủ bằng chứng. Trong thông báo mới đây, ủy ban tuyên bố các bình luận của Arteta ở các cuộc họp báo sau trận đấu không vi phạm quy tắc E3 của FA, dù được xem xét riêng rẽ hay tổng thể. Ủy ban cũng cho biết thêm, Arteta không xúc phạm các trọng tài trong trận đấu hoặc các quan chức của Premier League nói chung, và những bình luận của ông không gây hại đến lợi ích tốt nhất của trận đấu. Trong các văn bản do ủy ban độc lập công bố, đã nêu rõ Arteta viết một lá thư, trong đó vị thuyền trưởng của Arsenal nói rằng những bình luận của ông xuất phát từ mong muốn đam mê cải thiện các tiêu chuẩn. Arteta cũng được cho là đã giải thích rằng từ disgrace có cách viết và cách phát âm rất giống với từ desgracia trong tiếng Tây Ban Nha. Tóm lại, Arteta sẽ không bị cấm chỉ đạo vì những phát ngôn sau thất bại của Arsenal trước Newcastle. Tuần trước, nhà cầm quân 41 tuổi đã phải ngồi trên khán đài theo dõi học trò ở thất bại 0-1 trước Aston Villa vì nhận thẻ vàng thứ 3 trong mùa giải. Vào ngày 17 tháng 12 tới, Arsenal sẽ tiếp Brighton ở vòng 17 Premier League. Sir Alex tiên tri như thần về VAR từ 20 năm trước. Năm 2005, phát biểu sau trận hòa không đều trước Tottenham, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson đã chia sẻ quan điểm của ông về cách công nghệ VAR có thể ảnh hưởng đến bóng đá. Trận đấu đó chứng kiến một quyết định gây tranh cãi khi VAR loại trừ bàn thắng của Pedro Mendes. Huấn luyện viên Alex Ferguson nghĩ rằng cần có vài giải pháp để hệ thống VAR hoạt động theo cách lý tưởng nhất. Trong đó, ông đề xuất giới hạn thời gian xem xét tình huống là 30 giây. Khi được hỏi liệu có nên đưa VAR vào bóng đá hay không, Ferguson nói: "Trước đây, ý kiến của tôi về VAR là nó sẽ mất quá nhiều thời gian. Đây là một trận đấu mùa đông và mọi người trên sân đang ngồi chờ điều gì đó xảy ra. Nó có thể mất vài phút để VAR đưa ra quyết định. Tốt nhất là nếu bạn không thể đưa ra quyết định trong 30 giây, trận đấu phải được tiếp tục. 30 giây trong nhiều trường hợp là khoảng thời gian dành cho một quả phát bóng lên hoặc một quả phản góc. Vì vậy 30 giây có lẽ sẽ không phá hỏng trận đấu hay lãng phí thời gian." Người hâm mộ rất ấn tượng với tầm nhìn của Ferguson và khen ngợi ý tưởng giới hạn thời gian cho VAR của ông. Họ để lại bình luận: "GOAT đưa ra phán quyết về nó vào năm 2005. Tôi đã nói về việc nên giới hạn VAR vài lần rồi. Việc giới hạn thời gian áp dụng VAR sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề đó. Chà, ông ấy thực sự đã đi trước thời đại. Quả là thiên tài, sau bao nhiêu năm vẫn nói đúng. Luôn đi trước mọi thứ, thật là một thiên tài. VAR chắc chắn đã làm các trận đấu bị chậm lại và có những tình huống có thể dừng trận đấu tới 3 phút. Nhiều pha bóng VAR can thiệp xé nhỏ trận đấu. Các quyết định của VAR cũng liên tục gây tranh cãi mỗi tuần ở Premier League." Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin The Shot ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.